Trong tuần làm việc đầu tiên của đợt họp thứ hai theo hình thức họp tập trung của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Trong phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. Các đại biểu tập trung cho ý kiến về những vấn đề sau: về cơ cấu nền kinh tế, thu chi ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, giao thông vận tải, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, vấn đề chậm tiến độ các dự án giao thông đường sắt đô thị, phát triển hệ thống giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long, về sản xuất nông nghiệp, về chính sách bảo vệ và phát triển rừng về đổi mới sách giáo khoa, về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập, phát triển điện lực, đánh giá lại toàn bộ tác động, mức độ an toàn của hệ thống hồ chứa, thủy điện, thủy lợi và các dự án thủy điện vừa và nhỏ. Trong ngày đầu tiên của phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ninh Dũng, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ trưởng các bộ Xây dựng, Giáo dục và đào tạo, Thông tin và truyền thông, Tư pháp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa thể thao và du lịch, Công an, Lao động thương binh và xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Giao thông vận tải, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trong tuần làm việc với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đại bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc